Bạch Thế Tôn, vì muốn chúng sanh được an vui, trừ được tất cả bệnh, được sống lâu, tiêu trừ ác nghiệp. Vì muốn tất cả chúng sanh thành tựu thiện căn, được thoát ly mọi sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả nguyện vọng. Hôm nay, tôi có thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni xin được nói ra. Cúi xin Thế Tôn từ ai hứa khả? Thiện nam tử à, ông có tâm đại từ đại bi, muốn nói thần chú để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Bây giờ chính là lúc hợp thời, vậy hãy vì chúng sanh mà tuyên thuyết chú ấy. Như Lai và chư Phật đều tùy hỷ ngài. Thế Tôn, tôi nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có một đức Phật hiệu là Thiên Quang Vương Tỉnh Trụ Như Lai. Lúc đó, ngài thường nghĩ đến tôi và tất cả chúng sanh, nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Sau đó, ngài dùng tay sắc vàng xoa đầu tôi mà nói với tôi rằng: Thiện nam tử à, ông nên thọ trì tâm chú này mà ở trong cõi nước đời vị lai ác thế, giúp cho tất cả chúng sanh có được lợi ích an vui lớn. Ngày đó, tôi chỉ mới ở ngôi Bồ Tát sơ địa, vừa nghe xong thần chú này, lập tức vượt lên chứng đệ bát địa. Lúc ấy tôi rất vui mừng, cho nên phát thệ rằng nếu tôi có thể làm lợi ích an vui cho mọi chúng sanh ở đời vị lai, thì xin khiến cho toàn thân tôi lập tức sinh ra nghìn tai nghìn mắt. Khi tôi vừa phát nguyện xong, thì ngay lúc đó nghìn tai nghìn mắt đều xuất hiện trên khắp thảy toàn thân. Cõi đất mười phương sáu phen chấn động, ngàn chư Phật mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng khắp mười phương vô biên thế giới.